Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thì báo chí đã ra những cái tin rất là nóng, rất là hot luôn nha. Báo Người Lao Động, hôm nay Bố Quả sẽ chia sẻ hai cái tờ báo lớn của Việt Nam là báo Người Lao Động là một và báo Tuổi Trẻ là hai. Thì hai tờ báo lớn đã lên những cái dòng tít rất là rõ ràng là khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì khi mà những cái bài báo này đăng lên là chúng ta nghĩ rằng là tin này là tin chính xác, bây giờ báo chính thống. Để khỏi có những cái người mà vẫn tiếp tục cổ suý cho cái vấn đề về Tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì họ biết rằng là đây là đã rõ ràng là bị bắt giam chứ không phải là mời lên để mà xơi nước nha. Bây giờ Quốc Võ sẽ đọc cho các bạn coi một số những cái chi tiết nằm trong tờ báo này. Nhưng mà trước khi mà đọc cái này đó thì nói chút xíu về vấn đề về Diễm My. Hồi sáng này thì khi mà Quốc Võ thức dậy đó là có xem được một cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Thắng, bà Mai cùng một số những cái nhân vật khác nữa. Thì đang nói chuyện thì ông Thắng bước ra ngoài. Khi vào trong thì ông mới rất là vui mừng và thông báo rằng là bên phía cảnh sát đã tìm được cái căn hầm bí mật. Và trong căn hầm bí mật đó, nó có những cái đường hầm và nó có những cái ngã rẽ. Thì cảnh sát đã tìm ra được hai người con gái trong cái khúc cua của đường hầm đó. Thì họ nói rằng là đó là một trong hai người đó là Diễm My. Thì ông Thắng, bà Mai rất là mừng, bởi vì trong một cái thời gian vừa qua, suốt hơn 2 năm trời tìm kiếm con, cho nên là họ đã coi như là biết bao nhiêu là gian khó cực khổ tìm con của mình về. Cho nên khi mà nghe tin con là có mặt ở đó thì họ rất là mừng và họ đi ngay lập tức trong đêm đó. Mọi người cũng rất là hoan hỷ và cũng tin rằng là bên phía cơ quan chức năng họ đã tìm được chị ra được bé Diễm My rồi. Nhưng mà sau đó thì có những cái lời những cái điều mà đồn đại ra là chưa được tìm thấy Diễm My gì đó. Thì nói chung đây là chỉ là những thông tin có hoặc không có, cái điều đó là nó thuộc về cơ quan chức năng, họ có những cái cách mà xử lý công việc. Nếu mà ai tin có thì nó sẽ là có, còn nếu mà ai không tin không có thì sẽ là không có thôi. Nói chung là đây là một cái vụ án lớn, vì vậy cho nên là về phía cơ quan chức năng đó, họ sẽ có những cái bước điều tra tiếp theo để coi như là đưa hết tất cả những cái tội danh, những cái gì mà làm sai trái pháp luật đó sẽ đưa ra hết. Bởi vì các bạn biết rằng là ở một cái ngôi nhà ngay tại thời điểm này mà là có những đào những con đường hầm, những cái mật thất, những con đường hầm mà có những cái ngã rẽ, nó làm giống như là địa đạo Củ Chi các bạn. Thì đây là những cái vấn đề về có những cái điều mà sai trái, có những cái điều mà không có sự thật, nó là những cái bí ẩn, làm những cái chuyện xấu thì mới cho xây dựng những cái mà hầm trú ẩn, rồi những cái địa đạo, rồi những cái hầm, những cái con đường hầm, vân vân. Cho nên đối với câu chuyện của Diễm My thì cho dù là không có Diễm My ở đó chăng nữa thì chúng ta cũng có được là cũng thấy được là có được hai người cô gái bị nhốt ở dưới cái hầm, cái đường hầm đó, phải sống gì đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cho nên thì câu chuyện này từ từ sẽ rõ ràng ha. Bây giờ cái câu chuyện Diễm My thì mình tin rằng nha, Quốc Võ tin rằng là chắc là cũng có tìm thấy được là bên phía của Diễm My rồi đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà vì một cái vấn đề của công chức năng họ đang làm việc, vì vậy cho nên là cũng có thể thông tin rằng là chưa có đưa thông tin ra đó. Nhưng mà Quốc Võ cũng đã xem qua một số anh em giống như là Bánh Mì nè, Chuyện Đời Thường nè, hoặc là Lang Thang Đường Phố, họ đã xuống dưới đó, kể cả Đạt Long An nữa không anh, họ đã xuống tận nơi ngay trong đêm để họ tìm kiếm những cái thông tin. Và chính họ là những cái con người phải nói rằng rất là dũng cảm và cũng là chịu khó. Nói chung là Quốc Võ cũng là rất là cảm ơn những YouTuber giống như là những cái kênh anh em đó để đã xuống dưới đó tận nơi để mà coi như là có thể là review cho mọi người coi
nó tận mắt luôn, chứ không phải giống như là có những cái người mà ở nhà rồi phán tầm bậy tầm bạ. Đó, Quốc Võ cũng rất là tin tưởng những anh em này. Khi những anh em này mà xuống tận nơi như vậy để quay lại cái thứ phim đó, và họ cũng có nói rằng là cái tin mà tìm được Chí đó là sự thật nha các bạn nha, là sự thật. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ thì chưa có báo chí nào ra hết, và chưa có ai có thể là chứng minh được, chụp được thực cái hình nào đó, bởi vì là bên phía của cơ quan chức năng họ đang làm việc. Vì mà khi mà đang làm việc thì có những cái lý do riêng đó. Bây giờ chúng tôi sẽ Quốc Võ sẽ đọc cái bài báo đầu tiên là bài báo Người Lao Động cho các bạn coi, là khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại tỉnh Thất Bồng Lai. 4 đối tượng tại tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Sáng ngày 7 tháng 1, tức là ngày hôm nay đó các bạn, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại tỉnh Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 60, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Đồng thời, cộng với việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân có dấu hiệu loạn luân nên gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cúc, làm việc với một số đối tượng trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy trình của pháp luật. Kết thúc khám nghiệm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng liên quan về trụ sở công an huyện Đức Hòa làm việc. Trên cơ sở dữ liệu thu nhập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Tùng Dân, sinh năm 32, Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 90, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 91 và Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 95. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Dân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đó, các bạn thấy không? Ba cái bị can mà bị bắt á, tạm giam đó, thì gồm có là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân á, thì cho về nhà để coi như là làm rõ một số những cái việc và cấm đi khỏi nơi cư trú. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc qua một bài báo thứ hai là cái bài báo Tuổi Trẻ nha. Báo Tuổi Trẻ. Thì chúng ta sẽ coi coi báo Tuổi Trẻ không viết cái gì. Đây. Lê Tùng Vân bị khởi tố tội gì? Tờ báo này cũng là báo mới nhất trong ngày hôm nay. Bốn người tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân ha. Ngày 7 tháng 1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện ban giám đốc công an tỉnh Long An đã cung cấp chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến khởi tố vụ án tại Thất Bồng Lai. Các cơ quan chức năng của tỉnh nhận được rất là nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa,
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hay gọi là thiền am bên bờ vũ trụ. Vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội đa số bức xúc đối với hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, loạn luân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Căn cứ theo tài liệu thu nhập được để phản ánh về hành vi sai phạm các đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan. Kết thúc khám xét, cơ quan điều tra mời 14 người có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở công an huyện Đức Hòa làm việc. Trên cơ sở chứng cứ thu nhập, sau khi viện kiểm soát cung cấp phê duyệt, ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp gồm Lê Tùng Dân, 90 tuổi, Lê Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. 3 bị can Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, riêng bị can Lê Tùng Dân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi di chuyển khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trên. Đó, coi như là xong. Các bạn thấy rõ ràng báo chính thống họ đã lên hết rồi ha. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem bên phía cơ quan chức năng họ đã sẽ làm cái gì tiếp theo. Bởi vì khi mà họ khởi tố rồi đó thì sẽ tới cái bước tiếp theo là xét xử tại tòa án, và chúng ta hãy chờ xem là bên phía tòa án họ sẽ xét xử như thế nào về những cái tội danh này, trong đó có luôn cả những cái tội danh mà gọi là loạn luân vậy đó. Đó là những tin tức mà nóng nhất trong ngày hôm nay. Facebook Võ cũng xin gửi đến quý vị và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Ok, I love you cả nhà.